nhớ rồi được của trẻ không gì số lần số tuổi na nó là chị cô ấy nuôi dòng lần được của tôi khang thế na ấy mấy trẻ không gì nhớ trâu sầu hoa sầu chua nó cũng nói tiề của tôi Facebook nữa hồi đi chán na ấy của là khe trong nét số lần số tuổi của tôi phải chơi nữa sau của lúc bé hoa tiề mấy lâu nó nữa này chưa của lúc bé ta mà lỡ tan rồi kể chơi lịch sử lên đầu sao nên sau tiền máy lâu nó nên muốn tàu lên tới trên nên tới thì cũng mà đi mua để đưa nó sai nữa e nên cho cũng nói tiền của lũ bé YouTube hồi đi trả thế nào nữa e của là khi đó nè của lũ bé YouTube chơi sau tiền lại lâu channel nó nên bỏ chơi nên bằng chân cao của tàu thế nè của cô anh để lo kinh cầu đó mà thằng đó cũng chơi mê thế chơi chỉ tao bỏ qua nữa thằng tớ chơi cặp lóc xong rồi ha cặp bé xong đỡ sức chơi giờ chỉ tao sau ai bị chơi thì cứ chỉ cho nản cho hậu ấy nè thì chỉ muốn hình chậu của chị nên bám một chân ga của to thế à cụ lúc sợ tông lò nữa cứ phân gì cần cầu chị thay đứa chỉ lấy rong nè ấy thay tao lúc lông thì à cho cần cầu liền nè sợ xả đi chả nè thầu tư cũng mới nhớ chị cũng mà đi mua lúc xe coi nếu như chỗ kỳ thế nếu như chỗ thấy rất có bỏ rất trắng nè cú lúc sẽ tông rơi nào của sĩ chê nếu như chỗ khi sen thế gì sen nên đỡ hơn chê nếu thấy đó cú chỉ bỏ trắng về chờ theo nhưng một kế chỉ cho gì mà mặn là chỉ cho chê thì đó chỉ bỏ trắng nè e thầu tư cũng muốn tao nghe thế thầu tư rất khứ nghe cho mà đi mua nhiều lúc chê e mà đi là ô cò nhưng dù tao nét tao sai ở nét bám một chân cái của tao nè e cú mua lúa nít châu nên tao nít trời tiền nít giờ bắt sinh ra cú lo cú yên nít châu thế nè ha cú lo hai tiền cú mua chơi xong cú lo khen nít lên tao nít chỉ mua túi nong đó mà cú xa còn nít đâu cú bao tí xí nè nè ê cú xong nó chơi cú mua cầu chỉ xong rồi mua cầu chỉ xong tí giờ mua cầu trâu đó mà cú chơi chơi nâng lo nè cú chơi nâng mê hết chơi chở dâu là lấy lo đồ cụ thì cụ chỉ lo chở dâu nữa cụ giờ chở nương mê mê xuống sông chỉ lo về chờ chơi nhưng chỉ lo gì nhưng lo nọ sẽ chơi vừa đi nọ sợ nên bỏ lo nên sớm mất cụ cho bỏ chơi nè cụ giờ tôi mới nhận sai sự đó mà cụ sợ sợ mất bận xử lý lo tê thế cụ cứ sợ lo tờ sầu quá sầu cho là ôn nản cho nên số lần số tuổi tao bỏ đó mà vì do chỉ muốn nghe thia giờ giờ nghề chơi cứ qua chỉ tao trở đi lúc xe xả thế na ấy nên họ bắt chân ga của mình lấy ra toàn thế sẽ lấy nón cũ ở bờ tàu đi họ cũng chơi theo họ cũng sao họ cũng sao mà cũ yên sao cả cũ vậy tụi mình nhận sai sự đó mà không có bản sự ở tàu chơi nhà đi họ yêu sao hay họ yêu chơi na em nếu học xong cuộc chơi bỏ chơi cuối yên sa coi nè bác cụ mù lời nhà toàn thế hệ cụ luôn đang cuối trong linh hồn tuổi do ê trong linh lỡ nữa ê xin chào lỡ lu cụ cụ to mù nên thôi ít cho ê nhớ học bây giờ nó ta mà lỡ cụ ôi dù thu hết gì dù cụ mù chỉ chầu lỡ ok thế ta mà lỡ lỡ chung họ lo lắng thua đà thia họ muốn chờ lỡ thia muốn sợ lỡ cho chung kinh cầu lì chì lỡ họ chỉ sợ bỏ sợ dù lỡ mới dù cho bỏ chơi đâu tao cá nó chỉ cứ chỉ muốn bắt sợ dù đâu giờ toàn đây lì chì cứ tu sửa kinh cầu lì ở giờ lần thứ bỏ lo họ bắt sinh ra cụ thế này cụ là cụ sử dụng đi luôn lì tu thia tao mà dù chỉ tao mất bằng sau chơi chơi mùi lời giờ toàn tên này sẽ dù ở bộ tao li dù lúc xé xả nè lúc xé xả mà ít xả có ở tao li luôn lời tôi thì li chính sau lời họ tư thì là dù ở giữa tao mà từ từ nhị cân cầu chơi tôi ở chỉ tao chơi lúc xé xả tao mà nếp ba chân gà cũ nè ấy cũ thỏ nè nếp ba chân gà cũ chung nó thế nhất trong đời cũ nè thế cũ chỉ chung nó là cũ nhân tờ ta li hậu nọ họ cú chung nọ cú yên qua cơ ta mà cái cú chung hết chị cú cú chỉ tao một mình sự biết chơi chị qua chỉ tao tao nè ê nếp bao một sân ga cú tao thế sân ga tới nọ là những sân ga ý dạng câu chị họ tư lo ý sợ còn nếp bao tận cho leo ta mà
结果叫你母在中学夏天在老路上的那那一年头可没给哦。那是那些姑姑都真的那跳路中去写的那路的那那来回的啊中华老辈那些因着中都住的那样宝哥呢他妈姑后来找的这那两头姑母在路上的那给哦被金钥匙的那了。本要说的能看见的那还要的怕了别的别好多感到的那些的跟有没找到你都晒都饱天啊第二路上的那老了没呀第二路上那些掉一路羊羔色一定找个母鸡呢下的那些故意的那蹦哦这给我的那蹦天这给我的那腿呢这给妹妹也这练没关的那那的就都还练的那都等那都就练了再等那几要路上跑来呗呢诶你的骨叫你母下路上的哦那个母鸡呢是那几姑姑也都给母照哦我等的那那鬼人有人多一些寂寞你听到过多一些知道多工作就找过的那些那些有人这个月都找那种那些哦寂寞你老天孤独你落了那些空间那些多那些有人多一些月都找那种那些那些就那边没些了路上顶哦你那只要路上见的呢，那么可能你就知道保障比较。你只得到你那只要别路任何险哦，别路险只你只咩咩你那哈呐。但是那来做了，长度来唔好那，还只你婆婆活更高了。那那那要别路，要那路上爬来喂哦。就这波的不那那要红线呐，到前的做那弄大多那地，木中间弄几几更高这波不弄那少，保持长那那少啥哩家呐？那做了了，我做到些些，你个婆婆活个了。那多那手中那些，你个多多做些些。因为那些更高了，最终那些呢，只因只保姆单套中的在格玛丽，叫你别别别晒路上的晒因只，因保只都通了路上的那只，我难得那天保，念到个白鸡呢。最终那只是些只母年年都是更高了。别老别人都多的嘛，别人得少点点，别嘛对路了呢。但是那了，侬有帮的点，你了这估计几根头啊，就保证了。路上这要路难呢，等下上来这一保证他路上呢。你想那老姑姥姥更高兴呢？我听那姐要提杯，人家给杯有没得提杯少呢？哦，下杯那姐提木多杯红茶了。你这都是晒着，去那提那姐呢？不过。那了，陆续还过了年底，更高了一级。国家风雨车轮速度，姑姑到头团练到了，你还把参加古天呢？我那江南岛那陆续还玩那了，巩固几天。哈，你还把参加古了也等的，姑姑我那江南岛啊，别买新机的，陆续还有钱呢。